Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại đối với kênh YouTube của MMO Official và ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho các bạn một cái sự kiện trên sàn Bybit. Thì cái sự kiện này đó chính là cơ hội nhận NFT AP và phần thưởng lên tới là 1 triệu USDT. Ok, thì đây là cái chương trình Go Bananas. Đó, các bạn có thể nhận được những cái NFT khi mà các bạn tham gia cái sự kiện này. Rồi ok thì Bạch khỉ đã xâm chiếm thế giới tài chính từ bức tượng chú khỉ đột harambe từ phố gua đến hàng loạt các NFT về khỉ tại nhiều các sàn giao dịch online tham gia bữa tiệc khổng lồ này thời hạn bắt đầu đăng ký là từ 10 giờ sáng ngày 12 tháng 11 và kết thúc vào 10 giờ sáng ngày mùng 1 tháng 12 năm 2021 nếu bạn đăng ký vào ngày cuối cùng bạn vẫn sẽ có 2 ngày để tích cóp phần thưởng trước khi sự kiện kết thúc chính thức vào 10 giờ sáng ngày 3 tháng 11 nha. Ok. Thì để mà tham gia được cái uh, sự kiện này ấy, bạn cần có 10 đô trong tài khoản phái sinh để tham gia sự kiện. Đó, những thành viên cũ và mới của cộng đồng Bybit nếu không có số dư trong tài khoản chỉ cần nạp một khoản tiền nhỏ đầu tiên để tham gia. À ok những người dùng chưa nạp tiền đầu tiên vẫn có thể đăng ký sự kiện siêu đã nạp tiền từ bây giờ đến 10 giờ sáng ngày 18 tháng 11 để nhận bonus lên tới là 3.000 đô khi nạp tiền. Ok thì um, điều kiện để các bạn tham gia vào cái sự kiện nhận NFT này đó chính là bạn cần có 10 đô trong tài khoản phái sinh. Tài khoản phái sinh là tài khoản để các bạn sử dụng để đi uh, chơi future nha trên cái sàn Bybit này. Rồi tiếp theo thì mình sẽ um, nói sơ qua cho các bạn về ô phần thưởng giao dịch giao ngay và nhận về USDT 75% tổng thưởng lên tới là 750.000 đô nha Ok thì ở đây bạn sẽ giao dịch với một cái khối lượng tùy thích tức là bạn có thể giao dịch như thế nào cũng được miễn là bạn thực hiện giao dịch giao ngay từ 10 giờ sáng ngày 19 tháng 11 cho tới 10 giờ sáng ngày 3 tháng 12 đó, bạn sẽ được chia đều tổng thưởng vào tài khoản. Ok thì ở đây khá là ngon nha. Tiếp theo đó là cái phần thưởng chia 25% tổng giải thưởng. Cuối cùng lên tới là 250.000 USDT thì ở đây bạn sẽ cần phải đi chơi cặp USDT vĩnh viễn, tức là bạn sẽ cần phải đi chơi future và cái số phần thưởng này sẽ chỉ chia cho 100 người thôi. Đó, thì cái việc chơi future này trên sàn ấy nó rất là khó và tỷ lệ bạn thắng được future nó không cao, cho nên là mình không khuyến khích các bạn tham gia cái sự kiện thứ hai này mà mình khuyến khích các bạn tham gia cái sự kiện đầu tiên đó là đi giao dịch giao ngay và chúng ta sẽ ăn chia 750.000 USDT nha. Và cái sự kiện thứ hai này ấy nó chỉ chia cho 100 người thôi. Nếu như bạn nào mà giỏi về chơi future thì các bạn có thể tham gia được cái sự kiện thứ hai này nha. Ok, thì nếu như bạn nhận được 20 đô USDT bonus đấy, thì bạn cũng có thể tham gia được cái sự kiện thứ hai này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta đi tham gia vào cái sự kiện đầu tiên, đó là đi giao dịch giao ngay. Chúng ta chỉ cần chơi một lệnh thôi là đã đủ điều kiện rồi nha. Và thứ hai đó chính là bạn cần có 10 USDT trong phần tài khoản phái sinh. Ở đây thì bạn sẽ ấn cho mình một ô đăng ký ngay. Rồi ok, hiện tại thì cái thời hạn đăng ký nó còn tận 10 ngày nữa. Chúng ta sẽ ấn vào ô đăng ký. Ok, ở đây thì bạn để ý cho mình này. Thì bạn sẽ cần phải có 10 đô trong tài khoản phái sinh nha. Mình sẽ ấn vào ô nạp. Ở đây mình sẽ ấn vào ô tài khoản giao ngay trên sàn này thì mình có 272 đô thì mình sẽ bấm vào ô chuyển ở đây thì bạn để ý này mình sẽ chuyển 10 đô từ tài khoản giao ngay sang tài khoản phái sinh đó mình chỉ chuyển 10 đô thôi xác nhận này Ok mình đã chuyển tiền thành công nha Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại và ấn vào ô đăng ký đó, mình đã đăng ký thành công. Và bạn để ý ở đây này, thì hiện tại đang có là 49.872 người tham gia khi mà mình đang quay cái video này nha. Đó, thì càng nhiều người tham gia thì cái sự kiện chúng ta sẽ ăn chia được càng nhiều. Trên này đó là những cái bảng xếp hạng. Và bảng xếp hạng này chỉ dành cho những người chơi future thôi nha. Các bạn có thể đi cái phần là P và L phần trăm ở đây á tức là những người nào mà chơi future thì nó sẽ được hiển thị lên cái bảng này nha thì đây là cái bảng xếp hạng lời lỗ như thế nào thì nó là cái p và l rồi ok cách thức hoạt động này người dùng có tối thiểu 10 đô usdt trong tài khoản phái sinh để tham gia sự kiện Quy mãi a này đó chúng ta chỉ cần thực hiện một lệnh giao dịch từ ngày 19 tháng 11 cho tới mùng 3 tháng 12 là các bạn đủ điều kiện ăn chia rồi ba người dùng được chọn ngẫu nhiên để nhận những cái nft sau đây nó thì bạn nào là người may mắn thì sẽ nhận được nft miễn phí từ sàn Bybit ok bây giờ thì mình sẽ đi chơi một lệnh giao ngay nha rồi ở đây mình vào ô tài sản rồi ok ở đây thì mình sẽ đi chơi một cặp coi bất kỳ nha ở đây thì mình sẽ lựa chọn chơi kalai mình sẽ ấn vào kalai usdt rồi ok bây giờ thì mình sẽ vào cái ô market để mình uh, chơi coi nha Hiện tại thì mình đang có 262 usdt Thì mình sẽ chơi uh, Vài lệnh ở trên uh, sàn Bybit này nha Rồi ok Ở đây thì mình sẽ bấm vào ô mua Calai Chọn mua Mình sẽ chuyển sang ô bán này Đó Mình sẽ bán hết rồi lại chọn mua Chọn là mua này Sau đó thì mình sẽ bán Rồi ok Vậy thì uh, mình sẽ vào ô mua Hiện tại thì mình đang có là khoảng 260 đô Thì mình sẽ bị mất một chút phí giao dịch nha Đó, thì ở đây các bạn chơi một lệnh cho mình thôi Ở đây thì mình đang chạy một cái sự kiện khác Cho nên là mình cần chơi vài lệnh để đạt đủ volume là 1.000 đô Còn khi mà bạn tham gia cái sự kiện trên sân bay bit Mà cái sự kiện Go Bananas thì bạn sẽ chơi cho mình một lệnh thôi nha Ok, thì mình cũng xin kết thúc cái video này tại đây thôi Hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn tham gia vào cái sự kiện ăn chia một triệu đô cái uh, cool Banana và bạn có thể nhận được uh, NFT miễn phí trên sàn Bybit. Ok thì mình xin kết thúc cái video này tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.